Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát Bùi Minh. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số mẫu gạch ốp tường mới về của thương hiệu Eurotile mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong video này, và xin mời các bạn cùng theo dõi. Thì thưa các bạn, đây là những cái mẫu gạch đầu tiên, những cái bộ gạch đầu tiên. Thì với cái bộ ba bộ gạch này thì chúng tôi đã đưa lên hoàn thiện như một cái bức tường để chúng ta dễ hình dung và dễ tưởng tượng mà khi mà chúng ta hoàn thiện lên cái phòng căn phòng của mình thì nó sẽ như thế nào. Thì với mẫu gạch ốp tường đầu tiên, với bộ đầu tiên thì gồm hai mã là DAV-D01 và DAV-D02 của thương hiệu Eurotile. Eurotile thì cũng là một cái thương hiệu của Vigra Seda. Thì hai cái mẫu gạch này có cái điểm chung, đó là kích thước của gạch là 30 x 90 cm, 30 x 90 các bạn nhé. Tức là cái chiều dài nó là 90 và chiều rộng nó là 30 cm. Thứ hai nữa là cái lớp họa tiết sử dụng trên bề mặt, đó là sử dụng cái lớp họa tiết dạng vải các bạn nhé. Các bạn có thể hình dung rằng là hai cái lớp bề mặt của hai mã gạch này ở trên bề mặt nó như là cái tấm vải được căng ra, nó có cái nét như là vải ở trên bề mặt. Đấy, thì đây là một cái phong cách thiết kế cũng khá là mới. Thứ hai nữa rằng là hai cái dòng gạch điểm chung nữa là sử dụng cái lớp men bề mặt là men nhám, hay còn gọi là men mờ hay là men mát. Thì cái lớp men nhám này nó giúp cho bề mặt, thứ nhất nó tạo cái độ mờ trên bề mặt. Thì đối với lại cái phong cách giản dị này thì cái điểm mờ nó tạo cho cái dòng gạch nó thêm cái điểm là nó thu hút vào hơn và nó mờ ảo hơn. Thứ hai nữa là cái lớp men mát này, chúng ta khi mà sử dụng chạm lên trên bề mặt ấy thì cái cảm giác nó được kích thích trên bàn tay nó nhiều hơn. Và thứ ba nữa là cái lớp men mát hay cái lớp men mờ này nó làm cho cái gạch nó trông nó cũng được sang trọng hơn. Thì đấy là cái yếu tố điểm chung. Một điểm chung nữa thứ ba đó là hai cái dòng gạch này sử dụng cái xương gạch các bạn nhé, là xương granite. Chúng ta biết rằng xương granite là xương rất là cứng, khả năng chịu lực cao, độ bền tốt và khả năng chống hút ẩm rất tốt. Do vậy khi mà chúng ta sử dụng hai cái mẫu, cái bộ gạch này để mà chúng ta ốp tường thì sẽ là có một cái bức tường của chúng ta ấy. Thứ nhất là nó sẽ có một cái độ bền rất là tốt. Thứ hai là nó rất là không phải sợ, cái khả năng chống cái chống hút ẩm của nó cao, và chúng ta không phải sợ những cái rong rêu do nước nó bám vào. Thứ ba nữa là với cái lớp bề mặt này thì chúng ta sẽ có một cái lớp bề mặt tương đối là sang trọng. Đấy, với phong cách nó mộc mạc, bình thường, giản dị, nó không quá thuộc dạng là khoe ra, không quá là sáng chói, nhưng mà nó phong cách của nó giản dị và tinh tế và nó cũng mộc mạc nhưng nó cũng sang trọng và đẹp. Đây là yếu tố thứ ba. Và với cái kích thước gạch cũng như là cái kích thước gạch lớn như thế này, 30 x 90, thì chúng ta có thể sử dụng để ốp tường cái dòng gạch này cho khu vực hoặc là phòng khách hoặc là cho khu vực phòng tắm các bạn nhé. Thì thường phòng tắm thì chúng ta có thể sử dụng dòng gạch kích thước nó khá lớn, thì phòng tắm của chúng ta nếu rộng, chúng ta sử dụng cái dòng gạch kích thước 30 x 90 này thì chúng ta thi công nó sẽ nhanh hơn. Đấy, và trên cái bề mặt của phòng nó cũng ít những cái lớp bạch vữa hơn. Và cái dòng gạch này thì đang có giá bán chung cả hai mã này, giá bán là khoảng niêm yết các bạn nhé, là 450.000 một mét vuông là giá niêm yết. Thế nhưng nếu các bạn có thể mua tại Bùi Minh thì các bạn có thể được mua với giá ưu đãi hơn. Thì thưa các bạn, thì vừa rồi đó là cái bộ gạch thứ nhất của Eurotile với hai mã là DAV-D01 và DAV-D02. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ gạch thứ hai. Thì đối với bộ gạch thứ hai này thì chúng ta có thể thấy chúng tôi đã dựng lên như một dạng bức tường đây. Dòng gạch thứ hai này, bộ thứ hai với hai mã của Eurotile, đó là LUS-G01 và LUS-G03. G01 này, G03 với hai màu là trắng và hơi đen. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng hai cái dòng gạch này có kích thước điểm chung ấy là kích thước 30 x 60 cm, 30-60 cm, với cái lớp men bề mặt sử dụng là men nhám và lớp hoa văn là dạng đá hơi thô. Đấy, dạng đá, nó nhìn nó rất là mộc mạc, nó rất là kiểu trần trụi, kiểu thiên nhiên các bạn. Nó không có mang cái tính chất là gọt giũa mịn màng hay nhân tạo, cho nên nếu mà chúng ta ưa thích cái phong cách này thì nó là phong cách kiểu thiên nhiên trần trụi các bạn nhé. Đấy, nếu chúng ta ưa thích cái sự nó không cần tô vẽ, không cần mịn màng, không nhân tạo thì cái phong cách này là phong cách nó rất là hợp cho những ai mà chúng ta có sở thích ấy. Một điểm chung nữa của dòng gạch này đó là cái xương gạch, thì không phải là xương sử dụng các loại xương granite hay là ceramic, mà dòng gạch này sử dụng xương là porcelain, cho nên nó có cái độ cứng nằm ở giữa gạch ceramic và gạch granite.
độ cứng của nó tương đối tốt, khả năng chịu lực tương đối cao và chống hút ẩm cũng khá là tốt. Và với khu vực nếu như chúng ta sử dụng để ốp tường thì ốp tường chúng ta không đi lại cũng không để đồ vật ở bên trên, cho nên chúng ta sử dụng dòng này nó cũng tiết kiệm được cho chúng ta cái chi phí. Và chúng ta không chi phí bởi vì là thông thường thì chúng ta cũng không cần cái khả năng chịu lực quá lớn. Đó. Thì dòng gạch này hiện đang có giá bán niêm yết tại Vinacera là 399.000 một mét vuông. Nhưng nếu các bạn mua tại các cửa hàng của bố mình, các bạn thể được mua với giá ưu đãi hơn nhé các bạn nhé. Thì một cái điểm khác biệt nữa thì chúng ta thấy rằng cái sự khác nhau của hai cái mã gạch này trên bức tường này, thì một cái mã LUSG01 thì nó có màu trắng này, nó trắng nó hơi, nó không phải trắng tinh mà trắng nó hơi sữa sữa một chút. Và cái LUSG03 thì cái phong cách bề mặt đá của nó, nhưng mà nó đá kiểu hơi xanh đen các bạn, nó hơi kiểu rêu phong, thì nó chỉ khác nhau về cái màu sắc và lớp bề mặt thôi, còn về cái bản chất về xương và giá thì nó giống nhau đó. Và thưa các bạn, thì như vậy là cái bức tường thứ hai với bộ gạch bao gồm mã LUSG01 và LUSG03 của Eurotile, thì mời các bạn cùng xem lại. Đó. Ok. Và thưa các bạn, thì tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với mẫu gạch thứ ba, với bộ gạch thứ ba, và chúng tôi cũng đã dựng sẵn trên bức tường đây để chúng ta có thể thấy. Thì cái này ấy, chúng ta nhìn thoạt nhìn thấy khác, thấy luôn là cái mẫu gạch, cái bộ gạch này nó khác với cái phong cách kia ở chỗ là nó mang phong cách nó mịn hơn, đúng không? Cái bộ kia thì nó rất là trần trụi, cái bộ này thì nó trông nó kẻ có vẻ là mịn màng hơn. Đấy, nó vẻ được mịn màng hơn. Thì cái phong cách này thì được, nó được phong cách này được thể hiện lên ấy bởi hai cái mã gạch là THDG03 và THDG04 của Eurotile. G03 và G04. Với cái điểm chung của hai mã gạch ấy là kích thước 30 x 60 cm, xương gạch là porcelain, lớp men bề mặt của gạch là men nhám, và chỉ khác nhau ở cái màu sắc của gạch. Một cái mã G04 này thì nó màu xám là xám hơi xanh, và mã G03 là màu xám hơi trắng. Thì với cái phong cách này chúng ta thấy nó rất là giản dị, nó không có một cái gì nó mang tính chất là nó cầu kỳ phức tạp ở đây cả. Và đặc biệt nếu như ai mà ưa thích những cái phong cách mà nó giản dị, nó mộc mạc vậy thôi, nó chân phương, thì nó rất là phù hợp cho chúng ta. Và cái kích thước gạch cũng như là cái dòng gạch ốp tường này thì thông thường sẽ được là sử dụng phổ biến ở trong các khu vực là phòng tắm. Và tuy nhiên nếu chúng ta ưa thích, chúng ta có thể sử dụng trang trí ở những khu vực phòng khách cũng được, ốp tường phòng khách cũng đều được. Thì với giá bán của hai dòng gạch này, cái bộ gạch này, giá bán chung của hai mã gạch cũng là 399.000 một mét vuông nhé, là giá niêm yết. Và các bạn mua tại của mình thì các bạn có thể được mua với giá ưu đãi hơn nhé. Và thưa các bạn, thì các bạn mời các bạn cùng xem một lần nữa bức tường với bộ của bộ gạch này. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái bộ gạch này nếu mà chúng ta để lên trên tường trong khu vực phòng tắm này đấy, thì nó sẽ để cho một cái không gian nó mộc mạc giản dị. Đó, thì chúng ta thấy. Mời các bạn cùng lướt qua một lần nữa những cái mẫu gạch này, chúng ta sẽ kết lại video. Đó là mẫu, và đây là mẫu đầu tiên lúc đầu mà chúng ta thấy. Đó. Thưa các bạn, thì như vậy là ba cái bộ gạch mà ngày hôm nay chúng tôi mới về mà chúng tôi đến với công ty Bùi Minh. Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.